Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một chiếc cầu thang hai vế. Đầu tiên là mình sẽ vẽ bảng chiếu nghỉ. Có kích thước là 2m7 nhân 1m2. Bảng chiếu nghỉ này mình sẽ có độ dày là 175. Sau đó mình sẽ vẽ các bậc thang theo hình zig zag. Các cạnh này sẽ là 175. Mình sẽ vẽ 5 bậc thang như thế. Rồi, sau đó mình sẽ copy 5 bậc thang này xuống dưới. Sau đó mình sẽ tạo điểm để nối liền thành một đường thẳng. Mình sẽ kéo qua là 1m2. Vậy là mình sẽ được 10 bậc thang. Bậc thang mình là rộng là 1m2. Sau đó mình sẽ copy thêm một bậc thang nữa. Mình sẽ xây bậc thang này lại và copy lên trên. Mình sẽ xây một vòng để xem tổng thể. Hình như mình nói với thang này là chưa đúng. Mình sẽ đặt cái thang này ở vị trí mép ngoài của chiếu nghỉ. Mình sẽ đếm là 10 cái thang, 10 bậc. Mình sẽ nối liền cái khoảng trống này. Mình sẽ kéo qua là 1m2. Mình sẽ bỏ nhóm đối tượng. Vậy là mình có được một vết thang hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy subscribe để lại một lời góp ý để mình càng hoàn thiện kênh hơn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.